Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Nhật Khảo nè mày. Ngày hôm nay thì nói chung là một ngày khá là tồi tệ đối với mình nè mày. Và nói chung thì ngày hôm nay thì Khải có ý định mua một cái kênh TikTok để chuẩn bị live sale mới nè. Nên là Khải cũng đi tìm mua một cái kênh. Nói chung đây, cho anh em xem kênh đây. Đó, thì cái kênh này là đưa ra là follow là 61.000. Nói chung là có quyền like, như là đang là like chế độ game được. Thì sau khi nói chuyện và bên bán nè, thì cái ông Nguyễn Văn Phong nè, đó, thì Khải hỏi giá này nọ thì bán Khải với giá là 607 này nọ các kiểu. Thì mình thấy cũng được giá, ok. Thì mình mua thì ổng kêu là 650, vậy mà nói là 600 được mình lấy luôn qua trung gian. Vậy ổng kêu thì tôi cũng làm ở nơi trung gian mà, nên bạn yên tâm. Vậy ông kêu thôi chốt luôn. Vậy mình muốn nói là sao biết bạn là trung gian. Vậy ông nói đỡ tôi tìm. Đó. Sau đó xong xuôi thì ông tìm cho mình một cái ông để trung gian. Đây. Ông Trần Hữu Quang nè. Công nhận mua thì mình thấy hồi xưa cho mình trung gian giùm anh em hoặc là này nọ thì mình khá là đơn giản, nhanh gọn nè. Chủ yếu là uy tín và chất lượng hàng đầu nữa mà. Nhưng mà không ngờ thì mình lại bị scam 2 lần nữa mà. Cho anh em xem. Đó, sau khi đưa ông này vào thì đó, mới nhắn tin nó mới đưa ông này vào, xong rồi nó xóa ông này ra. Xong rồi nó đưa cái thằng Huỳnh Văn Sang này vào. Thì coi như ông này bỏ qua một bên thì không nói đến nha. Đây, Huỳnh Văn Sang này. Đưa Huỳnh Văn Sang này vào. Đó. Và hiện tại Huỳnh Văn Sang này đã scam mình rồi. Để mình gửi cái link của hai ông này cho anh em xem. Đó. Thì cái ông này thì Khải đang muốn nói thì ông này là có hai cái nick tít xanh này mà, hai nick tít xanh. Đây là một nick này. Nick thứ hai là nick này. Nick thứ hai nick này cũng là adder của cái website này. Đó. Cái website này thì hồi xưa thì Khải chưa trung gian bằng nào, Khải cũng không rõ. Thì nói chung thì Khải thấy cũng bài bản ở cái hướng là có website này nọ nè. Thì mình cũng khá là tin tưởng rồi. Đó. Và mình thấy thì sau khi chết giao dịch thì mình sẽ chết ở đây xem thử ông Huỳnh Văn Sang có phải adder hay không. Thì mình cũng có chết sơ qua 4 adder cũng như là 4 cái quản trị viên của cái nhóm này. Đó, thì mình chết thì đó, mình thấy ai cũng tích xanh hết. Đó, ok chưa? Anh tích xanh hết. Thì ông kia đưa mình vào cái ông Huỳnh Văn Sang thì mình cứ theo ông Huỳnh Văn Sang thôi. Đó, đây mình chết nè, có 4 adder bản quản trị nè. Đó, ai cũng tích xanh hết. Thì mình nghĩ chắc là trang này uy tín rồi, không có gì phải nghi ngờ rồi, đúng không? Đó, ông này là Nguyễn Hoàng Tướng Anh. 4 adder ban quản trị đây. Đấy, đa số thịt xanh. Còn ông này thì mình mới kết bạn thôi nè. Nói chung là mới kết bạn nhưng mà cách nói chuyện sau này thì tí nữa mình cho anh em xem. Không biết là phải quyên cái website này chuyên lừa đảo hay không. Nhưng thực sự là trước mắt mình đã bị scam 2 lần 600 anh em ạ. Không hiểu luôn rồi, đây nè, kích vô nè. Đó, giờ ông này đã hiện tại đã chặn luôn Facebook mình luôn rồi. Đó, chặn luôn Facebook nha. Đó, trước mắt thì cho anh em thông tin là nói chuyện xong xuôi nhận của mình 1.2 triệu xong rồi chặn luôn Facebook. Còn cái Zalo thì vẫn nói chuyện được nha. Đây, Zalo thì trước khi giao dịch thì mình cũng có chat sơ qua. Thì có phải là Zalo chính adder hay không? Tại vì là thường thường mình giao dịch rất là kỹ nha nè. Mình nhắn vô cái Zalo này, anh em thấy không? Giúp Lào này. Thì mình check cái adder này thì nó hiện cái bảng Zalo chỗ này đúng không? Thì mình sẽ vào cái khung Zalo mình tìm kiếm, đúng không? Đó, Huỳnh Văn Sang đúng số điện thoại này luôn. Thì mình chat nói chuyện. Mình lúc đầu là mình sợ scam tại vì là mình nghĩ là đến 2 Facebook. Mình chat đến 2 Facebook. 2 Facebook tích xanh thì mình nghi ngờ, mình mới nghĩ ủa, sao ông này Huỳnh Văn Sang đến 2 Facebook tích xanh vậy? Thì mình mới chat vô trong này mình thấy giếp Lào đây. Thì mình mới hỏi là phải tôi đang nói chuyện với ông không? Nói chung là đang nói chuyện với cái nick xanh phụ á, nói chung là đang nói chuyện với nick xanh phụ á. Thì Khải hỏi là phải ông đang giao dịch trung gian cho tôi không? Ông kêu là đúng rồi, đang giao dịch với cái bot 1.2 triệu đây. Đó, thì Khải chuyển 2 lần rồi thì thành 1.2 triệu. Vậy mình mới nói ủa sao lạ vậy? Trung gian kiểu gì mà bảo ban lần 1 xong ban lần 2 nữa, xong giờ lại đòi tiếp tục ban lần 3. Thì cái nội dung giao dịch nó cũng đơn giản thôi. Nói nôm na thì anh em phải hiểu vấn đề nè. Thì Khải mua một cái acc top top đi. Đây, Khải mua một acc top top như thế này đây. Thì trị giá của nó là 600.000. Thì qua trung gian thì tốn thêm 10.000 nữa thôi. Nhưng mà ổng là không lấy, ổng kêu là trung gian giùm chứ không lấy tiền. Đó. Thì ổng yêu cầu Khải là phải ban đúng nội dung này nọ thì Khải đâu có tin. Nói chung là đúng nội dung thì chắc chắn là mình cũng hiểu sơ sơ là cách giao dịch thì mình chỉ cần ghi là ừ chẳng nghĩ như Khải mua kênh TikTok là xong đúng không? Đây cho anh em xem này. Đây.
Thì đây là cái cách ông kêu giao dịch này. Đó, anh em thấy khai quét này nha. Đó, ok chưa? Thì mình cũng chuyển đúng số tài khoản cho ông này. Rồi, đó, chuyển đúng số tài khoản chỗ này. Xong xuôi thì mình nghĩ là cái nội dung chỗ này á, thì A giao dịch cho B, thì gọi là người mua giao dịch cho người bán đó, hay là người bán giao dịch cho người mua đó. Thì mình ghi nội dung ở cái phần giao dịch là, đây cho anh em xem, mình ghi nội dung phần nội dung là giao dịch là, đây, đây chưa? Mà không hiểu đây, mình ban lần đầu tiên nè, vào lúc 3:30, 3:25 nè, thì mình ghi là Trần Nguyễn Duy Khải mua kênh TikTok, ông bảo là không đúng nội dung, là phải làm thêm lần hai, ban thêm lần hai với nội dung đúng, thì mình cũng sợ, ủa sao lạ vậy, giao dịch kiểu lạ mình là ban lần hai nữa là sao? Ông không chịu, nói chung là ông không chịu, nói sôm nôm na cái dòng tin nhắn như này là ông không chịu, đây, ông không chịu, đó, không chịu. Mình ban đến lúc đầu mình ban xong này, đó, mình ban xong nội dung này, ông này không chịu, ông kêu là nội dung bị sai, là A phải giao dịch cho B mới đúng, đó. Chẳng mình cũng không hiểu, ủa xưa giờ trung gian lạ vậy, mình trung gian xưa giờ bình thường mà có đâu mà vậy, phải gì mà khai với giao dịch phong rồi, đó. Chẳng là ông kêu là mình ghi lộn sai, giờ ông nói là, nói chung ông nói là vi phạm pháp luật đó, sai. Xong giờ yêu cầu mình phải là ban lại lần hai, rồi ghi lại cụ thể rõ ràng, đó. Xong rồi ông chốt thêm câu là bác ban sai nội dung thì bác ban lại 600 ghi đúng nội dung, hai bác dịch xong bên tôi trả lại 600k, đó, đó, thấy cái này chưa? Giao dịch trả 600k, đấy. Xong ấy mình cũng nghĩ thôi có vài trăm nghìn cũng tới đâu rồi nè mà, giờ mình muốn nói là thôi giờ ban thêm 600 nữa đúng không? Thì ông kêu là đúng rồi, ông nói là đúng rồi, bác phải ban lại 600, ghi đúng nội dung thì bác mới được trả lại 600.000, đó. Giờ mình mới hỏi là ủa chưa giao dịch kiểu này luôn, giờ ông nói là anh em giao dịch qua tôi nhiều rồi giờ hiểu mà, thì mình nói chung mình cũng chắc tích xanh rồi này nọ nè, đó. Cái kênh này cũng là kênh chính nè, cái phở bò chính nè, mình chết đồ tích xanh này nọ cái kiểu đó, thì mình cũng uy tín, mình nghĩ chắc cũng uy tín nè, mình nghĩ mình uy tín thì chắc người ta cũng uy tín thôi, nhưng mà tại vì lên tích xanh thì có gì đâu nữa bạn cãi đúng không? Xong rồi mình thôi ok, thôi coi như lần đầu là mình sai đi, tại vì mình ghi sai nội dung đi, ok. Giả mình muốn nói lần đầu tiên mua chắc mình quên thôi, ok thôi giờ để tôi làm lại đó. Xong mình muốn nói là xưa thì tôi trung gian game nhà Lâm chỉ kỳ một có khó như mấy bác đâu, rất là bình thường. Y tín tôi nhận tiền xong rồi tôi giao dịch lầm phát một xong gọn và cứ bảo mình là ban, ok. Nhưng mình mới nói thôi giờ ban như thế nào chỉ mình đi, chỉ cho cụ thể là chốt là Khải giao dịch cho Phong đó, là phải là nội dung là Khải giao dịch cho Phong. Xong ấy mình mới thôi mình nghĩ lại cái vài trăm nghìn tới đâu, xong ấy mình mới hỏi kỹ lại một lần nữa, thì mình chỗ này mình ghi là A giao dịch B đúng không, giờ ông nói không Khải giao dịch cho Phong, ok. Thì khi nào mình đã xác định cho chuẩn thì mình mới ban thêm lần hai đó. Xong đấy giờ ok, mình ban thêm lần hai đây với nội dung rất là chuẩn luôn, 600.000 Khải giao dịch cho Phong, chuẩn đúng không? Đó, xong rồi xuống dưới này kiếm lý do tiếp, kiếm lý do là mình bị sai cái nội dung chỗ này, anh em thấy không? Khải giao dịch cho Phong mà chỗ này là nó dính là ngày 02/10/2024 vào 13:15:38 và cái nội dung là nội dung chuyển tiền gì, nói chung cái góc này, góc bo đen này á, thì nó không có liên quan, tại vì mỗi lần chuyển ngân hàng thì nó không có dính chỗ này, nhưng mà nội dung người nhận sẽ dính chỗ này là thời gọi là ngày tháng năm á, thời gian năm á. Xong ấy nó kêu à vậy, được rồi, giờ nó nói mình là chờ một tí, đây nó nói mình chờ một tí mà chờ hoài thế đâu, nó nói là đợi tôi báo hệ thống hoàn tiền đấy, để mình mới xong, mình ban xong nó kêu đợi nó kêu đợi tiếp đợi. Xong mình muốn nói là thường thường chuyển 30 giờ là có là xong, mà chị đợi làm như đợi lâu vậy. Trong khi đó thì mình có nhắn tin riêng với nó chỗ này luôn nè. Đây, trong khi đó mình có nhắn tin riêng luôn nè. Đây là Facebook con tít xanh luôn nè. Đấy, nói chung hiện tại vẫn đang còn hiện tít xanh đàng hoàng nha. Đây là hai người giao dịch nè. Đây là người giao dịch dùng Khải nè. Đây là người bán nè. Anh em xem cái link nha. Đây, link của người bán nè. Link người bán này, chặn Khải nha. Một thành nè. Được, Khải gửi link cho anh em xem. Rồi, link của người trung gian. Đây, link người trung gian thì tít xanh này đúng không? Thì đây anh em, người bán là cái link người bán nó vẫn còn này, vẫn còn hiện này. Người bán là một người bán là đuôi 84 nha, người bán đuôi 84, còn list tít xanh phụ của nó là đuôi 129 đó. Thì Khải vẫn đang nhân tính đó, anh em cứ tự chết nè.
nhấn vô cái đuôi mà 129 là Khải sẽ ghi bên trên anh em xem. Thì Khải hỏi là đó, Khải chuyển xong rồi thì cho em thông tin ạ TikTok cộng với 600k cũ. Ý là mình muốn là cho mình thông tin ạc để mình đổi số điện thoại này đòi rồi ban cho mình 600k cũ. Nó bảo đợi xíu, nó chết bill. Xong mình đợi hoài không thấy đâu hết. Dạ nó nói thêm cái đoạn này nữa. Nó nói là vì giao dịch hai bên đã sai nên yêu cầu hai bên đỡ xác nhận hoàn thành giao dịch, không phải vì tiền bẩn hay từ website gì đó đó. Xong rồi đây, hai bên vui lòng ban thêm 100% số tiền giao dịch của các bạn sau khi ban. Mình sẽ cho nhân viên kiểm tra lại và hoàn lại 100% số tiền của hai bên ban vừa rồi. Với nội dung là A, giao dịch vừa hoàn tất giao dịch. Ý của nó lúc nào cũng phải có cái nội dung bill như thế này nè. Chỉ cần sai cái nội dung là phải ban tiếp. Đó, sai nội dung phải ban tiếp. Ủa sao mình thấy nghi rồi. Mình hiểu, mình thấy bảo 3 lòng 3 là với 1 triệu 2 nữa nè mà. Đó, là hoàn lại 100% số tiền bị lỗi ấy. Nó nói vậy. Rồi mình muốn hỏi là ban là bao nhiêu. Dạ nó kêu là thằng bên kia nó bảo là đọc ở trên kìa. Rồi thì nó kêu là ban bao nhiêu. Xong cái thằng này nó ban 1 triệu 2. Nó ban 1 triệu 2 trước. Đó, nó báo mình là vì sai nên là hệ thống yêu cầu phải ban lại bot này 100% nữa. Thì số tiền kèm nội dung A giao dịch bơ hồng tắc giao dịch là nó mới trả lại mình ạc mình này nọ tiền. Xong ấy nó qua nó lại xong mình kêu ủa cái gì vậy, mình đã ban rồi mà sao lại ban nữa lần ba là sao. Tự nhiên nó lần hai là đã cũng được cũng ban 600 thêm là xong rồi. Giờ nó ý của nó là tiếp tục là phải yêu cầu ban lần ba với là 1.200 để hoàn tất giao dịch nữa. Rồi nó mới ban trả lại số tiền. Xong mình mới bảo là bây giờ là mình không muốn mua nữa, mình ngừng giao dịch. Dạ cái thằng này nó bảo là ý của nó là giờ nó kêu nó đỡ ban 1.200 trước cho thằng Huỳnh Văn Sang. Đó. Nên phải tin nhắn của nó nè. Đấy. Xong ấy nó đó, anh em đọc nha, anh em đọc từ từ nha. Xong ấy thằng mua á cũng ban 1.200 với người chuyển là Vũ Chí Hiếu. Đó, chuyển cho thằng Huỳnh Văn Sang. Đó. Xong giao dịch, hoàn tất giao dịch. Đấy, ý của nó là mình cũng chuyển thêm cho thằng Huỳnh Văn Sang thì 1.200 giống như nội dung này nữa thì nó mới xong giao dịch. Mình không hiểu cái website này nó giao dịch kiểu gì vậy luôn nè. Không hiểu website này giao dịch kiểu gì luôn. Đó. Xong mình nó bảo mình là đợi mình ban thêm nữa mới xong. Ủa mình không hiểu luôn. Đó, mình kêu mình không hiểu. Còn thằng kia cứ hối mình là ban thêm đi. Giống mình kêu ủa ban gì nữa trời. Mình hết tiền là lấy gì nữa mà ban. Mua con nick có 600 mà ban 2 lần 1.200 là tưởng là xong rồi chứ dài dòng thì mình kêu thôi giờ trả lại tiền cho mình không mua nữa. Dạ nó kêu là đỡ xác nhận hồng tắc là phải ban tiếp tục. Đó. Anh em đọc comment nè. Dạ mình mới khó chịu quá mình kêu giờ không mua nữa, trả lại mình không mua nữa. Nó không chịu trả. Nó kêu rồi giờ nó phải giam bill đến cuối tháng nó mới trả. Không hiểu luôn nè mày. Nó giao dịch trung gian kiểu này mà lên website này nó biết lẽ đây là một cái đội ngũ chuyên lừa đảo hay gì đó mình cũng không rõ luôn vậy nè. Đó. Còn thằng kia cứ bảo mình hối, cứ bảo mình ban thêm đi cho xong. Mình không hiểu luôn giao dịch kiểu gì luôn. Đó mình không hiểu luôn nè. Đấy. Nó cứ bảo mình hai thằng cứ bảo mình ban thêm. Mình không hiểu ban kiểu gì nữa. Đó. Mình không hiểu cái trung gian ở website này trung gian kiểu gì luôn. Đó cho anh em xem. Đó, không biết cái luật nào nó trung gian kiểu đó mà cho người đó chết nè. Ban quản lý điều hành này nọ các kiểu. Hoàng Anh Tuấn. Là gì đây? Đây. Số tiền bảo hiểm của nó gì này nọ gì đây cũng rõ, kiểu là cổ phần á, cái này gọi là cổ phần á. Thằng này là 33 triệu vào cổ phần. Rồi. Đây, người thứ hai, cổ phần là 69 triệu cổ phần. Kiểu như cổ phần muốn mới được làm lên ban quản trị vậy đó. Rồi thằng Huỳnh Văn Sang cổ phần là 36 triệu. Đó. Kiểu như vậy đó nè. Đó, gọi là bảo hiểm trong thời gian giao dịch đấy, bảo hiểm khách hàng á. Rồi này là Nguyễn Tương Anh. 69 đó. Xong rồi mình nói nó là thôi trả thì không lấy nữa, không mua nữa. Nhưng mà nó thiệt sự là nó kiểu nó không muốn trả nữa mà. Xong rồi nó cứ nói là giờ là phải làm thêm ban thêm 1 triệu 2 nữa nó mới hoàn, còn không thì thôi, nó đợi cuối tháng. Đó. Mình không hiểu luôn nữa mà. Đây, cho anh em đọc sơ qua ở đây. Đúng cái số điện thoại đó nha. Đấy. Không thể tin được luôn. Mình nói nó trả lại, nó không trả. Giờ nó cứ nói là theo hệ thống nó làm. Nó cứ nói là theo hệ thống nó làm. Giờ ban nó thêm 1 triệu 2 là đúng 5 phút nó toàn, nó hoàn. Anh em thấy không? Mình chả hiểu luôn. Xong mình kêu thôi giờ tôi xin lỗi cái gì ban lại. Giờ thực sự là không biết cái trang website này, trung gian kiểu này.
Giờ nó nói, nó chốt mình là một câu là giờ nó ban mình, ban nó thêm một lần nữa là xong. Nó không lừa đảo. Ban thì vài phút sau có, còn không thì cuối tháng mới có, mới hoàn về tiền cho mình. Đó. Rồi nó kiểu là nó nói mình là kiểu như nhân viên kiểm tra là đơn hàng, đơn nào chưa đơn thì nó sẽ tự động chuyển trả. Mình không hiểu luôn, vậy thôi. Đó. Thì mình muốn nói thôi, giờ đợi cuối tháng. Đó, anh em nghĩ thử có phải cái lừa đảo không nha, hay là như thế nào, mình không hiểu cái website này làm việc như thế nào luôn em ơi. Đây hai bill của mình đây. Thực sự hai bill của mình này mình rất là khó chịu trong cái vấn đề giao dịch trung gian của cái website này em ơi. Mình thực sự là không biết uy tín này không, nhưng mà ở bên dưới là rất nhiều người theo nó luôn. Đấy. Gần cả 61 người gọi là người phụ bên dưới, còn lại là ban điều hành. Là ban điều hành bên trên mà chính thằng số 3 thằng Viên Sa. Đó, đơn giản thôi, ném nội dung đơn giản giao dịch vậy thôi. Nhưng mà không hiểu sao ấy, làm việc làm anh cứu mình không hiểu luôn em ơi. Giờ anh em nào có hiểu được cái vấn đề này giờ như thế nào em có thể tư vấn cho Khải nha em ơi. Đó, nói chung là trước mắt là mất 1 triệu. 1 triệu 2 chứ. Và nó kêu là chờ đợi cuối tháng nó mới ban lại. Đó, vậy thôi. Mình cũng không hiểu vấn đề này luôn em ơi. Thực sự rất là cây cứu luôn. Mua có cái kênh tốt mà nó quăng mình cả ngày hôm nay. Thực sự luôn, đúng mực luôn em ơi. Rồi, anh em cho Khải cái comment thử nha anh em. Coi thử anh em nào có giúp được Khải trong vấn đề này thì giúp nha anh em. Tại vì Khải có còn có lưu số điện thoại nó đó. Rồi số tài khoản ngân hàng này nọ nè. Số tài khoản ngân hàng này nọ nè. Huỳnh Văn Sang nè. VIBER nè. Ngân hàng Quốc tế Việt Nam. Số tài khoản 0595245000. Và hai cái tích xanh này hoàn toàn là đã chặn Khải luôn rồi. Tích xanh này, tích xanh chính ở bet nè. Tích xanh này, tích xanh phụ nè. Rồi chat qua Zalo, chat qua giúp đỡ được Khải mới thấy là đúng là chiều giờ là cái Facebook thứ hai là nó là người nhắn tin với Khải. Thì chắc chắn cái Facebook chính này cũng là nó luôn, không ai cả. Đó. Rồi xong giờ chặn hết ba Facebook luôn. Không vô được phần nào luôn. Đó. Anh em cho Khải cái lời khuyên nữa nha nào.